Bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thêm một cái chủ đề nữa, đó là chủ đề về rượu đế. Thì đây là một cái chủ đề rất là hay. Thứ nhất là về rượu, các nhà nghiên cứu của Việt Nam chúng ta cho rằng rượu đã có từ cái thời Hùng Vương. Đầu tiên người ta nấu rượu để dùng để cúng tế trời đất. Người ta có câu là vô tủ bất thành lễ, có nghĩa là tất cả những cái lễ hội cũng như là những cái tục lệ mà lễ nghĩa trong cuộc đời đều phải có rượu. Chúng ta suy nghĩ cho kỹ thì đúng như vậy đó các bạn. Chúng ta có thấy là chúng ta từ cái nghi thức mà chúng ta được sinh ra đời, chúng ta ăn thôi nôi đầy tha, lễ gia quan là cái lễ trưởng thành của người con trai ngày xưa đó các bạn. Dưới đời thời phong kiến thì có cái lễ gia quan là con trai là bốn cái tục là phải biết đó. Quan hôn tang tế, quan có nghĩa là lễ gia quan đó các bạn, hôn có nghĩa là hôn lễ, tang là tang sự, tế là việc tế lễ. Đó là bốn cái việc mà người đàn ông phải biết, phải làm trụ cột. Và ban đầu thì rượu nó gắn liền với cái những cái nghi thức tôn giáo, nghi thức về tín ngưỡng của người Việt của chúng ta. Và sau này thì người ta lợi dụng vào cái rượu đó để người ta uống. Và đặc biệt khi mà những cái người cư dân chúng ta, người miền Trung, miền Bắc đi đến cái vùng đất phía Nam này để khai khẩn cái vùng đất này, thì chúng ta biết rồi, dân cư thì thưa thớt, cái vùng đất này nước ngập, rồi nói chung là rất là buồn bã, cho nên con người ta mượn rượu để giải sầu. Cũng là một cái chuyện hết sức bình thường các bạn. Cho nên là người ta biết được cái việc mà nấu rượu để tự phục vụ cho mình trong những cái lúc mà mưa gió rồi lạnh lẽo của cái vùng đất phía Nam này. Nước Việt Nam của chúng ta từ khi mà Pháp xâm lược từ năm 1859 chiếm được khu vực Sài Gòn, sau đó là chiếm được Nam Kỳ Lục Tỉnh, thì Pháp đã biết được cái món hời để họ kinh doanh, để họ dùng cái số tiền đó để họ khai khẩn cái vùng khai thác thuộc địa các bạn, cũng như là xây dựng cơ bản chẳng hạn như đường xá, rồi những cái cơ sở hạ tầng tại nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên là họ cấm người Việt chúng ta nấu rượu, sản xuất rượu, rồi muối. Thì đó là những cái mặt hàng mà độc quyền của Pháp ngày xưa, khi mà Pháp đi vào chiếm Việt Nam chúng ta. Đó, họ cấm tất cả người Việt của chúng ta nấu rượu, để họ mang rượu từ bên Pháp qua họ bán. Thì ban đầu đó thì họ khuyến khích, ban đầu họ mới chiếm được khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ, khu vực Nam Bộ của chúng ta, thì họ khuyến khích người Việt của chúng ta là nấu rượu để họ thu thuế. Họ khuyến khích người Việt chúng ta nấu càng nhiều càng tốt để họ thu thuế. Cho đến mãi năm 1867 thì họ thấy là cái sự mà khuyến khích người Việt của chúng ta mà nấu rượu như vậy thì họ thất thu nhiều, như vậy là họ đánh thuế vào trên đó thì cũng không được bao nhiêu, dẫn đến là thất thu. Cho nên là từ đó là họ cấm người Việt chúng ta là nấu rượu tại nhà, đấy, để họ mang rượu từ ở bên Pháp qua họ bán. Mà chúng ta biết rồi, cư dân người Việt chúng ta lúc bấy giờ bị Pháp đô hộ rồi, rất là nghèo khổ, làm gì có tiền để mà mua rượu uống được. Pháp xem cái việc mà sản xuất ra rượu rồi muối rồi thuốc phiện, đây là ba thứ mà đã mang về cái thu nhập khổng lồ cho người Pháp. Có những cái năm đầu của người Pháp khai thác thuộc địa thì ba cái món này nó mang tới cái lợi nhuận cho người Pháp tới 70-80% cái thu nhập của Pháp có được ở khu vực Đông Dương của chúng ta. Đây các bạn nha, nước biển chúng ta rất là nhiều, mà chúng ta sản xuất muối thì họ nói là đi buôn lậu muối, còn rượu thì nấu rượu lậu. Nếu mà họ bắt được thì đi tù, đi tù là rất là lâu các bạn. Cho nên là người dân Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là người miền Nam của chúng ta, trong những cái lúc mà mưa gió lạnh lẽo lạnh lùng như vậy thì làm gì mà có tiền mua rượu để uống các bạn. Và rượu của Pháp thì nấu theo cái dạng mà nấu công nghiệp các bạn, cho nên là không có phù hợp với cái khẩu vị của người Việt của chúng ta. Nên là Pháp biết đây là những cái món rất là hời, cho nên là và mang đời cái lợi nhuận cực kỳ cao đấy các bạn. Mà mang rượu mà từ bên Pháp về bán đến Việt Nam chúng ta bán thì nó mất đi một cái khoản phí rất là lớn. Cho nên năm 1898 là Pháp xây dựng một cái nhà máy sản xuất rượu đầu tiên ở Hà Nội, một cái nhà máy rất là lớn các bạn nha. Đến năm 1902 thì Pháp cho xây dựng một cái nhà máy rượu Bình Tây ở tại khu vực Sài Gòn của chúng ta, một cái nhà máy cực kỳ lớn các bạn nha. Và đến năm 1906 thì Pháp cho xây dựng một cái nhà máy thuốc phiện cực kỳ lớn. Cái nhà máy thuốc phiện hiện nay nó nằm ở khu vực ở phía sau nhà thành phố đó nha các bạn nha, ngay cái khu vực khách sạn Bạch Hayat đó. Thì chúng ta sẽ thấy cái khu vực đó ngày xưa chính là
chính là cái xưởng thuốc phiện của người Pháp được thành lập năm 1906. Họ đầu độc người Việt chúng ta, họ đầu độc người Việt chúng ta bằng thuốc phiện, họ đầu độc người Việt chúng ta bằng rượu. Thì họ sản xuất ra một cái lượng rượu rất là lớn, có những cái nhà máy như vậy, họ sản xuất ra một cái lượng rượu rất là lớn. Thì làm sao họ thì có thể là tiêu thụ được cái lượng rượu như vậy? Thì họ bắt buộc họ xây dựng những cái đại lý, họ xây dựng những cái công ty chuyên môn cung cấp rượu cho người Việt chúng ta. Họ xây dựng, họ làm những cái đại lý, những công ty rượu nhiều hơn họ xây trường học nữa các bạn, rất là nhiều. Và sau đó họ đi đến từng vùng, họ đi đến từng nhà, họ kê khai ví dụ nhà này có bao nhiêu nhân khẩu, một năm có bao nhiêu cái đám tiệc, thì họ sẽ áp đặt cái lượng rượu cho cái cư dân của cái tỉnh đó. Ví dụ nhà đó một năm như vậy có ba cái đám giỗ, mỗi một đám giỗ vậy trung bình bao nhiêu lít họ nhân ra, họ bình quân ra, rồi trong nhà đó có bao nhiêu người đàn ông, họ quy ra cái số rượu nha các bạn nha. Thì đó là đối với những cái người dân bình thường thì họ quy ra cái lượng rượu đó cho một năm. Còn đối với những cái người mà làm trong đồn điền cao su của Pháp ngày xưa thì họ quy ra, ví dụ thay vì mình nhận lương của mình một tháng như vậy được 20 đồng, thì họ sẽ quy 20 đồng đó ra thành rượu đấy, hoặc là thuốc phiện, để ép cho người Việt chúng ta sẽ sử dụng cái rượu mà họ nấu ra thì họ mới có thu nhập được đấy các bạn. Nhưng mà rượu của họ thì gọi là rượu ti đó, thì cái rượu này nó không được thơm mà không có được nồng, cũng như là cái độ rượu nó không có giống như cái độ rượu của người Việt chúng ta. Bởi rượu của người Việt chúng ta nấu ra là nấu bằng gạo, nấu bằng nếp nên các bạn ăn lên men thì không bạn phải là men hóa học, mà lên men là bằng những cái rễ cây và những cái loại thảo mộc đấy. Thành thử ra là người Việt chúng ta quen với cái gu, với cái loại rượu mà do chính mình nấu ra như vậy. Cho nên là rượu của Pháp thì nó nhạt nhẽo mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Cho nên là người Việt chúng ta bắt đầu là mới suy nghĩ ra một cái cách là nấu rượu lậu rồi đi giấu hoặc là uống uống lén. Thì ở miền Nam chúng ta đó, thì những cái người nông dân người ta nấu rượu lậu xong họ đi cất các bạn ha. Đấy, nấu rượu lậu xong để nhà, nếu mà Pháp nó phát hiện được thì nó vô nhà nó sẽ phạt đi tù rồi thu cao thế nặng các kiểu nữa. Cho nên là nấu rượu thì các bạn biết là cái rượu mà ngoài cái việc uống ra, mục đích uống ra, còn có rượu để mà là tế lễ nữa, để cúng kiến ông bà nữa. Rượu của Pháp nó không có thơm, không có ha. Cho nên các bạn cho thấy cho tới bà tận bây giờ luôn, giờ chúng ta thấy là tất cả những cái lễ nghĩa, những cái lễ nghi, người ta không sử dụng rượu tây để người ta cúng các bạn nha. Đấy, mà người ta chủ yếu là dùng cái rượu trắng, cái rượu nấu từ gạo, từ nếp của quê hương, của địa phương ra để người ta cúng thần thánh. Chứ người ta mặc dù bây giờ có điều kiện, người ta cũng không có sử dụng rượu nước ngoài, rượu tây để họ cúng đâu các bạn nha. Thì đó là một cái điều rất đặc biệt. Có khi nào các bạn cúng thần tài thổ địa, hoặc là ở nhà của mình cúng đất đai hay cúng cái gì mà chúng ta mở chai rượu tây ra chúng ta cúng không? Không có đúng không ạ? Như vậy là chúng ta thấy nó đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta là phải sử dụng những cái gì đó nó rất là gắn liền với cái người dân của địa phương. Chẳng hạn như là người Việt chúng ta đấy, cúng cái gì thì thường người ta ra ngoài vườn người ta hái trái cây ở vườn đi vào cúng ông bà. Thì rượu cũng vậy, rượu là do chính tay của mình nấu ra thì mình uống, rồi sau đó mình thậm chí là mình cúng, mình tế, mình lễ nha các bạn nha. Thì người miền Nam chúng ta bắt đầu là nấu rượu xong thì đi giấu ở đâu các bạn? Thì đi giấu đâu, không thể để ở nhà được đấy. Thì ở miền Nam chúng ta lúc bấy giờ mọc xung quanh nhà rất là nhiều cỏ dại các bạn, một trong những cái loại cỏ dại đó nó to mà nó rất là tùm, thì cái cây đó gọi là cây đế các bạn, cây cỏ đế. Thì cây cỏ đế miền Nam nhiều lắm. Các bạn làm hướng dẫn thì các bạn sẽ về mình tra đấy, trên mạng, trên Google đó, nó có chụp những cái hình cây đế đó. Cây đế nó giống như cây mía lau vậy các bạn. Nó mọc tùm, cái cây nó to, nó cao, nó, cái cây nó bằng ngón tay của các bạn, to hơn ngón tay, mà nó rất là cao nha các bạn nha. Thì khi mà nấu được cái bình rượu đó xong rồi, ông bà chúng ta mới giấu những cái bình rượu đi vào trong bụi đế. Và đi chiều đi làm về mấy là nói với nhau, nó là tôi với anh đi đế một cái, có nghĩa đi đi vào trong bụi đế để mà uống cái rượu mà được giấu trong cái bình, trong cái bụi đế đó, thì lâu ngày nó trở thành một cái tên luôn, chết luôn các bạn ha, đó là rượu đế. Còn ở phương Bắc thì người ta gọi là rượu ngang hoặc là rượu khúc lũi. Bây giờ muốn uống rượu mà uống rượu Pháp thì đâu có tiền đâu mà mua uống hoài các bạn, người ta vẫn nấu rượu lén để người ta uống các bạn nha, uống hàng ngày. Để các bạn ha, nấu lén thì gọi là nấu ngang, làm ngang làm liều đó các bạn, cái chữ ngang có nghĩa là làm ngang làm liều đó. Thì như vậy người ta gọi là rượu ngang. Rồi muốn đi uống đó, thì phải trốn trui trốn nhủi, để các bạn đâu có thể nào mà công khai mà đi uống được, như vậy là trốn tránh thì gọi là rượu cuốc lũi hay là rượu quất lũi, là như vậy các bạn ha. Mỗi một cái vùng như vậy, miền Nam kêu khách kêu một cách khác, miền Bắc kêu một cách khác các bạn ha. Nhưng mà chung quy lại là từ cái thời Pháp là bắt đầu
thì chúng ta mới có những cái từ kêu khác nhau của mỗi một địa phương như vậy. Cũng thể hiện một cái sự giấu giếm, một cái sự không công khai về cái việc mà đi uống rượu hoặc là nấu rượu nè các bạn nha, trốn thuế. Thì ở miền Nam chúng ta có những cái có những cái nơi mà nấu rượu rất là nổi tiếng các bạn nha, cực kỳ nổi tiếng, chẳng hạn như rượu Đế Gò Đen, hoặc là rượu Phú Lễ ở Bến Tre, rượu Xuân Thạnh ở Trà Vinh. Nó thì trong ba cái chỗ mà có nổi tiếng về sản xuất rượu đó thì rượu Đế Gò Đen được xem là đệ nhất mỹ tử các bạn, là loại rượu số 1 của cái vùng đất phương Nam này. Khi mà nói tới rượu đế thì rượu Đế Gò Đen thì ai cũng biết hết. Thì sẵn đây thì tôi xin giải thích về cái từ Gò Đen một chút xíu nè. Thì có một số bạn hướng dẫn thì giải thích về cái từ Gò Đen. Thì cái từ Gò Đen đó nó có nhiều cái cách giải thích khác nhau. Có những người ta nói là ngay này là có một cái gò có nghĩa là nó cao hơn cái vùng đất ruộng nha các bạn nha. Còn nếu mà bằng vùng đất ruộng chắc không ai gọi là gò làm cái gì. Một là người ta kêu cái vùng đất cao lên, người ta gọi là đất gò hoặc là cái đất dầm các bạn nha. Thì cái miền Nam mình gọi đất gò, đất dầm rất là nhiều. Gò có nghĩa là cái vùng đất cao, có thể là sinh sống ở trên đó được, không có bị ngập nước này các bạn ha, gọi là cái vùng đất gò. Thì cái gò này có cách giải thích đầu tiên, người ta nói cái gò này người ta, những cái người nông dân người ta đốt các bạn ha, có nghĩa là trong cái mùa nắng, hạ nắng đó, người ta đi đốt cây, đốt rơm, đốt cỏ, đốt cho chết cỏ. Vì nên từ ở phương xa nhìn thấy, tại vì nó cao hơn cái vùng đất khác mà, cái chỗ đất ruộng mà, cho nên là từ xa đã thấy một cái gò nó đen, do cái rơm rạ, do cái cỏ nó cháy đó, nó đen, cho nên là người ta gọi là gò đen. Thì cũng có một cái cách giải thích khác, người ta cho rằng hội địa chất của tỉnh Long An thì người ta cho rằng cái từ gò đen đó, cái từ gò đen có nghĩa là cái gò này khi mà người ta đào đất sâu xuống phía dưới, người ta thấy được cái loại đất đen, cho nên người ta gọi là gò đen. Cái gò mà được đào đất xuống, người ta thấy những cái bùn đen đó các bạn, thì gọi là gò đen. Thì đó cũng là một cách giải thích. Thì còn một cái cách giải thích nữa, thì ngày xưa người ta gọi cái khu vực này là gọi là gò đêm chứ không phải gò đen. Mà cái thật sự cái từ mà gò đêm này nè, được pháp sử dụng các bạn nha, được pháp sử dụng cái từ gò đêm này từ năm 1867 cho đến năm 1878 thì Pháp vẫn sử dụng cái từ mà gò đêm này các bạn. Thì gò đêm có một số người ta giải thích rằng ngày xưa khu vực này có cái anh chăn vịt, anh chăn vịt đó các bạn, anh thả vịt chạy đồng đó, thì anh có cất một cái chòi trên cái gò này, thì người Pháp gọi là gò đêm, có nghĩa là cái gò này, ở trên đây vào ban đêm này, ngay cái chòi vịt của cái anh nông dân này nè, ảnh đốt một cái đèn le lói để anh chăn vịt đó, cho nên là người Pháp gọi là cái gò đêm. Cái gò mà ban đêm là có một cái anh nông dân, cái anh chăn vịt ảnh đốt cái đèn lên đó, thì Pháp người ta gọi là gò đêm. Và cái địa danh gò đêm này đã được xuất phát từ đó, từ đây, từ Pháp. Người Pháp gọi qua người Pháp, người ta ghi vào trong cái bản đồ vẫn sử dụng cái từ gò đêm này các bạn nha. Rồi sau này người ta mới đọc trại thành gò đen. Thì cái thị trấn Gò Đen này dưới thời Pháp rồi năm 1947 đó, thì Pháp có thành lập một cái tỉnh gọi là tỉnh Chợ Lớn. Cái tỉnh Chợ Lớn ngày xưa nó khác, nó không phải là cái chợ lớn mình ngày nay các bạn nha. Đấy, cái tỉnh Chợ Lớn thời Pháp đó, nó gồm có huyện Cần Giuộc nè, huyện Cần Đước, tỉnh Long An ngày nay nè, rồi khu vực thị trấn Gò Đen nè, với cái khu vực huyện Đức Hòa ngày nay. Thì đó ngày xưa là thuộc tỉnh Chợ Lớn ngày xưa các bạn nha, dưới thời Pháp. Đến cái thời Ngô Đình Diệm thì bỏ cái tỉnh Chợ Lớn này, năm 1957 thì bỏ cái tỉnh Chợ Lớn này các bạn nha. Thì ngày xưa người ta nói là Nam vô tủ như kỳ vô phong, có nghĩa là một người đàn ông là phải biết uống rượu thì tinh thần nó mới sảng phái, đấy, mới làm được nhiều cái việc đại sự, nó mới có cái chất men lì ở trong đó. Thì thưa tất cả các bạn, rượu nó không phải là xấu các bạn, rượu không phải là xấu. Rượu tình, rượu nghĩa, rượu lễ là không có xấu các bạn, thật sự không xấu một chút nào luôn. Rượu thì người ta chia làm là tiên tửu, có nghĩa là uống rượu mà càng thấy sảng phái, càng hưng phấn thì gọi là tiên tửu. Rồi người ta gọi là phật tửu, có nghĩa là uống rượu xong rồi đi ngủ, không có làm một cái gì hết rồi đi ngủ, thì người ta gọi là phật tửu. Tục tửu có nghĩa là những cái người mà uống rượu xong là hay la hét, hay kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ thì gọi là tục tửu. Ti tửu có nghĩa là những người uống rượu xong rồi đi kiếm chuyện, rồi đánh lộn, rồi đi nói xàm, nói xấu đó ha. Đấy, mượn rượu để làm những cái việc khác, mượn rượu để làm cái việc riêng cho mình thì người ta gọi là ti tửu. Đó các bạn ha, ti gọi là tì đó, tì tửu, tì tiện đó các bạn. Đấy,
thì uống rượu nó cũng có bốn cái hạng như vậy các bạn ha. Đầu tiên thì rượu nó không có xấu, nhưng mà cái người sử dụng đó biết kiềm chế được bản thân của mình đấy, thì lúc đó thì rượu không còn xấu nữa, mà rượu đó chính là rượu tình và rượu nghĩa. Thì nói về cái cách uống rượu cũng vậy các bạn ha, cái cách uống rượu giữa người miền Nam và người Bắc hoàn toàn khác nhau. Nếu người miền Bắc là uống rượu đó, thì trong một cái bàn có 10 người thì người ta sẽ có 10 cái ly để người ta cùng ly, người ta uống cùng với nhau. Nhưng mà đối với người phương Nam, do mở cõi cái đất phương Nam thì rất là khó khăn các bạn, không có chén dĩa gì để ăn cơm, người ta ăn cơm còn sử dụng cái gáo dừa để người ta ăn cơm mà các bạn. Cho nên cái việc mà uống rượu mà người ta không có sử dụng nhiều ly là như vậy, thể hiện một cái vùng đất cực kỳ khó khăn đấy các bạn. Cái dao còn không có mà, cho nên là các bạn thấy là để thể hiện cái việc mà khốn khó từ ngày xưa cho cái việc mà lập làng lập cõi ở cái vùng đất này. Cho nên việc người ta có một cái lễ hội của dòng họ gọi là cái lễ việc lề đó các bạn, nấu món cháo ám, cái con cá là người ta chỉ có đánh vẫy thôi, chứ người ta không có được cắt cái kỳ đi. Bởi vì cái công cuộc khai khẩn cái vùng đất phương Nam này không có một cái phương tiện gì để họ có thể là khai khẩn được, kể cả cái con dao cùng họ cũng không có nữa. Cho nên các bạn thấy là nó cực kỳ khó khăn như vậy. Cho nên cái việc mà cái nhà nào có được cái ly uống rượu đã là quý lắm rồi các bạn nha. Cho nên cái việc mà người miền Nam chúng ta uống 10 người một cái chung rượu là hết sức bình thường luôn các bạn à. Thể hiện cái từ sự huynh đệ tứ chiến các bạn ha. Cùng một cái ly rượu thể hiện cái tình cái tình nghĩa anh em nha các bạn ha. Cùng khai khẩn cái vùng đất này đấy, có sướng thì cùng hưởng, có hoạn nạn thì cùng chia, thể hiện một cái việc là sự quyết tâm đoàn kết với nhau để xây dựng cái vùng đất mới này nha các bạn ha. Để tôi giải thích rõ về cái việc là tại sao uống một ly như vậy. Uống một ly thì phải có chủ sĩ các bạn ha. Uống một ly là phải có một cái người làm chủ sĩ. Thì cái người chủ sĩ đó có thể là cái người chủ nhà hoặc là cái người lớn tuổi trong cái bàn nhậu đó nha các bạn ha. Thì người miền Nam chúng ta rất là kính cẩn, có trên có dưới luôn các bạn ha. Khi muốn uống là phải mời chủ nhà nha các bạn ha, hoặc là cái người lớn tuổi uống trước nha các bạn ha. Kính lão đắc thọ đấy. Cho nên là cái người chủ sĩ hoặc là cái người chủ nhà sẽ là cái người uống trước để khai mạc cái buổi nhậu nha các bạn, cái tiệc rượu đấy. Thì tôi chia sẻ một cái đơn giản như vậy các bạn nha. Rồi về cái cách để nấu rượu để có một cái bình rượu ngon, đầu tiên rượu mà rượu đế Gò Đen ngon thì người ta phải lựa từ những cái hạt nếp đấy, rất là ngon. Nếp không có được lẫn gạo vào trong các bạn nha, nếp phải là nếp rạc đấy. Sau khi mà lựa nếp xong, người ta sẽ vo, sau đó người ta sẽ nấu thành cơm nếp xong, người ta để cho nguội xong, người ta sẽ rắc cái men vào. Thì cái men đó, cái men ngày xưa người ta nấu, người ta làm bằng cái men bằng rễ cây nha các bạn ha, hoặc là bằng thảo mộc, bằng những cái loại cây trái để người ta lên men một cách tự nhiên. Như vậy là cái rượu uống nó mới thơm và nó mới có đảm bảo được sức khỏe các bạn ha. Còn rượu bây giờ đa số nấu là bằng cái men gì, đó là men công nghiệp. Nó thành thử ra chúng ta thấy là uống rất là đau đầu, mà uống rất là mệt mỏi. Hoặc là bây giờ có những đơn người ta sản xuất là bằng cồn luôn các bạn nha, vân vân. Như vậy là ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Chứ còn thật sự ngày xưa rượu người ta nấu là người ta lên men bằng cái rễ cây hoặc là bằng thảo mộc các bạn nha. Rồi khi mà lên thảo mộc, khi mà lên men như vậy đó, để 3 ngày sau thì bắt đầu cái cơm, bắt đầu nó sẽ tác dụng cùng với cái men rượu đó các bạn, mấy cái rễ cây đó sẽ lên men. Cho đến 3 ngày sau bắt đầu người ta mới lấy cái đó người ta nấu các bạn ha. Từ cái lúc mà nấu thành cái cơm nếp đó để người ta chan cái, người ta trộn cái men đó để cho lên men thì tốn 3 ngày. Rồi sau đó người ta đi để thêm 3 ngày nữa, như vậy là tốn gần 1 tuần các bạn ha. Rồi sau đó người ta mới đi nấu các bạn. Người ta đi nấu xong người ta có một cái nắp người ta đậy lại, để kín lại, người ta có phát một cái lỗ. Cái lỗ đó người ta sẽ làm một cái ống. Người ta làm một cái ống, sau đó cái ống nó sẽ đi qua một cái lu nước. Rồi xong đó cái ống đó đi qua một cái lu nước xong, phía dưới người ta để một cái chai hoặc một cái gì để người ta hứng cái nước rượu đầu tiên. Người ta gọi là rượu nước nhất nha các bạn nha. Tại sao mà phải để rượu qua một cái lu nước như vậy? Để cho nó hạ nhiệt xuống các bạn, để cho nó hạ nhiệt xuống. Ví dụ là khi mà rượu mình nóng lên như vậy thì nó sẽ bốc cái hơi lên, thì cái nước nó ngưng tụ ở trên cái nắp phía trên và nó chảy theo cái đường ống và nó ra, nó gặp một cái lu nước mát như vậy, tạo ra rượu nó có một cái mùi thơm, có một cái mùi rất đặc biệt, rất đặc trưng các bạn nha. Thì cái loại nước rượu nhất này nè, thì nó có một cái nồng độ nó khoảng chừng 70 độ cồn thì các bạn ha, độ 70% là độ rượu đó các bạn. Thì cái loại rượu này uống không được đâu các bạn nha.
uống sai chết à, đâu có rượu nào 70 độ mà chúng ta uống được đâu. Thì phải tiếp tục khi mà cho ra cái rượu nước nhất cho người xong hết, người ta sẽ đổ nước tiếp tục vào, người ta nấu loại rượu nước thứ hai và nước thứ ba. Sau khi nấu nước thứ hai, nước ba xong, người ta sẽ trộn với cái loại nước thứ nhất đó và người ta sẽ bán ra bên cho chúng ta uống. Thì cái rượu uống là trung bình là khoảng từ 40 tới 42 độ à, các bạn nha. Đấy, nồng độ cồn đó thì khoảng nhiêu đó. Chứ còn nhiều quá thì chúng ta uống là chết các bạn ha. Nó rất là nặng các bạn. Thì cái đó là cái cách về về nấu rượu. Các bạn tìm hiểu thêm về cái cách mỗi một địa phương như vậy có một cái cách nấu rượu riêng các bạn ha. Thì một trong cái loại rượu mà để nói là rượu ngon á, thì nó phải là à, nó phải nồng, nó phải cay, nó phải thơm. Chính vì nó cay, chính vì nó thơm như vậy cho nên người ta gọi là rượu là cái tinh à, cái tinh là cái tinh hoa của cái loại nếp người ta chọn xong người ta nấu nó trở thành nước nha các bạn ha. Đó là gọi là một cái sự tinh tí à, tinh rồi khí các bạn ha. Nó thể hiện cái khí đó là cái mùi thơm, một cái mùi thơm cực kỳ luôn các bạn ha. Đấy, rồi thần, đó là thần thái các bạn. Khi uống vô nó sẽ tỉnh, làm cho cái tinh thần chúng ta sảng khoái, làm cho tinh thần chúng ta vui vẻ. Như vậy là một cái loại rượu ngon là phải thể hiện ba cái thứ này, đó là tinh, khí, thần. Chứ không phải là uống vô xong rồi chết rồi gục luôn thì cái rượu đó không phải các bạn ha. Đấy, thì rượu uống là phải có ba thứ như vậy. Rượu ngon là phải có ba thứ, đó là thể hiện cái tinh, khí và thần. Thì cái loại rượu ngon thì chúng ta có thể là nhìn chúng ta có thể nhìn chúng ta biết liền. Chứ khi mà chúng ta lắc nhẹ cái chai thì nó sẽ sủi cái bọt tâm, thì gọi là sủi bọt tâm đó các bạn. À, chúng ta lắc chai thì có những cái bọt nó nhỏ xíu đó, nó sẽ đi từ ở dưới nó đi lên đó các bạn, gọi là rượu sủi bọt tâm. Thì cái rượu đó là rượu mới ngon các bạn nha. Thì sẵn đây Thu Chinh chia sẻ một cái sự liên quan nữa, đó là hiện nay chúng ta biết rồi đó, người Việt chúng ta hay là sử dụng cái loại rượu đế này, rượu nếp, rượu gạo này để chúng ta ngâm ngâm những cái động vật để các bạn, những cái con động vật đi vào trong rượu để rồi lấy ra uống các bạn. Người ta có thể là ngâm ngâm rắn nè, người ta có thể là ngâm ngâm bọ cạp nè, rồi ngâm rít nè, rồi ngâm bìm bẹp nè, hoặc là ngâm những cái con hổ con, hoặc là ngâm bầu thai đó các bạn. Thì xin thưa với tất cả các bạn, thì mấy cái này là không nên một chút nào luôn các bạn nha. Thì chúng như tôi vừa chia sẻ rồi, rượu nó khoảng chừng 40 tới 42 độ cồn thôi. Thì chúng ta biết rồi, khi mà chúng ta bị thương hay là bị chày, bị sước gì đó thì chúng ta phải sát thương bằng ancol tới 90 độ cồn được. Thì vi khuẩn nó chỉ chết ở nhiệt độ là 90 độ cồn hoặc là 100 độ nước sôi thì vi khuẩn nó mới chết được các bạn nha. Đấy. Thì theo các nhà khoa học nghiên cứu cho thấy rằng đó các bạn, rượu khi mà chúng ta uống đó thì nó khoảng chừng 40 đến 42 độ thôi, thì cái nhiệt độ này nó không chết được những cái vi khuẩn. Mà khi mà chúng ta ngâm những cái động vật đi vào trong rượu đó các bạn, chẳng hạn như là rắn rồi rít rồi bữa củi rồi bọ cạp rồi bìm bẹp vân vân, thì tất cả những cái con này nó đều có nội tạng hết các bạn, thậm chí nó có máu và có nội tạng. Thì chúng ta biết rồi, khi mà chúng ta bị bệnh đó, đi bác sĩ đó, người ta đều phải thử máu. Như vậy là khi mà cái máu của chúng ta trong đó là có nghĩa là nó nhiều cái con vi khuẩn ở trong đó, bệnh là nó thể hiện ra liền các bạn ha. Hoặc là gan nha các bạn ha, gan là một trong những cái bộ phận cực kỳ quan trọng luôn các bạn ha, và cũng là một trong bộ phận nó rất nhiều, chứa rất nhiều vi khuẩn ở trong đó luôn các bạn nha. Hay thậm chí là những cái vảy của con rắn con gì đó các bạn thấy nó rất là chứa rất nhiều vi khuẩn luôn các bạn. Thì rượu ở nhiệt độ 40 tới 42 độ cồn thì không thể nào diệt được vi khuẩn các bạn. Và các nhà khoa học đã chứng minh rằng ở cái nhiệt độ mà từ 40 tới 50 độ cồn này nè, đây là cái nhiệt độ ấm, có một số cái loại vi khuẩn nó có hại đó các bạn, nó sẽ sinh sôi nảy nở gấp 1000 lần so với nhiệt độ bình thường các bạn. Như vậy là khi mà chúng ta ngâm những cái con động vật đó vào trong rượu thì không phải là rượu bổ nữa, mà đây là một cái loại rượu mà cực độc các bạn nha. Cực độc. Như vậy là chúng ta mời bạn quý thì chúng ta mới mời ha, hoặc là mời những cái người thân trong gia đình chúng ta, thì vô tình chúng ta giết mòn những người thân trong gia đình chúng ta. Như vậy chúng ta phải có những cái kiến thức cơ bản khoa học để chúng ta có thể là chúng ta nói người nhà chúng ta hoặc là những người thân của chúng ta nên hạn chế hoặc là bỏ đi những cái bình rượu này nha các bạn ha. Nó có ít, không có lợi gì đâu các bạn nha. Nếu chúng ta muốn ngâm thì chúng ta chỉ có ngâm mấy cái loại rượu chẳng hạn như là về thảo dược thì được nha các bạn ha. Có thể là ngâm bằng cây này cây kia, hoặc là chúng ta ngâm sâm, hoặc là chúng ta ngâm chuối hộp vân vân, thì như vậy nó sẽ tốt hơn, nó tốt hơn là chúng ta ngâm bằng động vật các bạn nha. Thì đó, thì sẵn đây tôi chia sẻ các bạn như vậy, cái đề tài nhỏ như vậy để chúng ta có thể là nghiên cứu thêm, chúng ta nói cho khách chúng ta được biết. Rồi nói tóm lại, rượu thì nó không có phải là xấu các bạn ha. Ngày trước thì người ta có đưa ra những cái
rồi đưa ra những cái quy định là cấm uống rượu đó các bạn. Cấm uống rượu là cấm uống rượu khi mà chúng ta lái xe thôi, chứ còn nếu chúng ta không lái xe thì chúng ta vẫn uống bình thường. Nhưng mà uống để làm sao, để chúng ta có thể giao lưu được, chúng ta có thể nói chuyện được, chứ không phải là uống là lạm dụng vào cái chất nghiện này, để chúng ta uống xong rồi chúng ta quậy làng quậy sớm, rồi chúng ta uống rượu rồi chúng ta lại lời ra tiếng vào, rồi chúng ta lại la hét, của chúng ta chửi mắng, rồi chúng ta lại gây xào xáo bất an ở trong khu phố cũng giống như là ở trong gia đình chúng ta, thì không nên một chút nào quý vị nha. Thì rượu ngoài cái việc là rượu lễ rượu nghĩa thì nó còn có rượu tình nữa. Nếu mà chúng ta phá vỡ cái này đi thì tình cũng không còn, lễ cũng không còn, mà nghĩa cũng càng không. Như vậy là chúng ta phải biết dừng uống rượu, chúng ta phải biết dừng đúng nơi đúng lúc đúng chỗ các bạn nha. Các bạn về soạn thêm, nó có rất nhiều cái chủ đề liên quan về với rượu nữa, thì các bạn nên về chúng ta tìm hiểu thêm các bạn ha. Chẳng hạn như là cái cách mà người ta ủ rượu vang ấy như thế nào cũng liên quan tới rượu nè các bạn ha. Đó, nhìn những cái ký hiệu trên những cái chai rượu tây thì chúng ta biết cái thời gian ủ rượu của chai rượu đó là bao nhiêu năm và cái giá trị của chai rượu nó như thế nào. Chỉ cần đọc những cái ký hiệu là chúng ta biết liền. Rồi những cái loại rượu tây thì phải uống những cái loại ly gì thì nó sẽ phù hợp. Rượu đế thì đơn giản các bạn, ăn rượu của người Việt chúng ta thì rất đơn giản, uống bằng cái ly nhỏ nhỏ, uống ly nào cũng được các bạn. Nhưng mà đối với rượu tây, chỉ cần các bạn lấy lộn cái ly uống thôi là người ta đánh giá các bạn là các bạn có hiểu biết về rượu hay không liền. Chẳng hạn như rượu vang đỏ chúng ta uống một cái loại ly khác, cái rượu vang trắng thì chúng ta uống một cái loại ly khác, hoặc là một cái loại rượu mạnh Hennessy hay là cái rượu XO là chúng ta phải uống một cái loại ly khác hoàn toàn khác các bạn. Đấy, thì chúng ta tìm hiểu về cái quy trình để làm sản xuất rượu vang hoặc là những cái loại rượu khác nó như thế nào nữa. Đấy là những cái bài mà thuyết trình vô cùng độc đáo, vô cùng đặc biệt luôn. Và thầy tôi muốn chia sẻ tất cả các bạn. Chúng ta nhớ là chúng ta về chúng ta tìm hiểu thêm. Rồi, xin chào tất cả các bạn.